thổ tự nhiên này lúc nào nó cũng 50 mấy% rồi, hai cái này tự nhiên nó nhiều. Năm tháng ngày giờ nào thì bản chất của mệnh lộ bàn thổ, hỏa thổ kim vẫn là rất là vượng, trừ khi là nhờ yếu tố địa lý ha, vùng miền nó mới thay đổi được. Thì cái tính cách nó sẽ bộc lộ ra những cái ngũ hành nào mà nó vượng nhất, tính cách nó sẽ thể hiện qua cái ngũ hành đó là nhiều nhất. Rồi đây là cái phần tính cách ha. Cách thì mọi người có thể tự đọc, tính cách rất là dài ha. Đa số mọi người không có nắm cái bảng gọi là cái bảng 10 thần theo ngũ hành của năm sinh. Có hai phương pháp, một phương pháp là 10 thần theo ngũ hành của ngày sinh được phát triển từ thời Từ Tử Bình. Ban đầu á, môn mệnh lý á, là căn cứ 10 thần, tức là 10 mối quan hệ trong cuộc sống, như là cái gì? Pháp luật, cha mẹ, sức khỏe, con cái, hôn nhân, công danh ha. Đó là 10 cái 10 thần. Đầu tiên từ thời Quỷ Cốc Tử phát triển á, là sử dụng năm sinh. Đến thời Từ Tử Bình khi mà ông ấy có công á, phát triển cái môn gọi là tứ trụ thì sử dụng cái can ngày. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều á, dù cho can ngày hay can năm nó chỉ khác nhau ở cái điểm á, tên gọi của 10 cái thần này thôi, nhưng về dụng thần là không hề thay đổi. Nhớ ha, nhiều bạn là bị lầm tưởng ở chỗ này ha. Giải thích lại là tỷ lệ này nó sẽ không thay đổi dù cho cái phương pháp luận của chúng ta là dựa trên can ngày hay dựa trên can năm. Dạ, cái này nó không thay đổi, cái dụng thần này không bao giờ thay đổi. Chỉ có thay đổi á, là thay đổi trên mặt từ ngữ của 10 thần. Dạ, chứ cái gọi là cái thuốc để trị bệnh đó không hề thay đổi. Dạ, nên là rất là nhiều người á, gọi là vô gọi là phản đối ha, không có đồng ý với điều này. Còn tại sao riêng bản thân tôi lại chọn là năm sinh chứ không chọn ngày sinh làm cái cột mốc để mà đánh giá một cái số mệnh? Nó rất là nhiều cái giới hạn ha, và rất là nhiều cái gọi là sai lệch trong đó. Có thể là người xưa người ta tại thời điểm đó người ta nghĩ cái điều đó đúng, nhưng tại thời điểm này khi mà xem qua nhiều năm, tổng kết qua nhiều lá số, ứng dụng cái sự gọi là cải tiến thì thấy rằng cái phương pháp mà luận trên cái ngày sinh đó, nó có nhiều cái khuyết điểm. Khuyết điểm đầu tiên được chỉ ra đó là những người không có nhớ ngày sinh là không có coi được. Đã là một cái phương pháp đó, thì nó sẽ không có giới hạn bởi bởi bạn là ai. Giống như là ví dụ như coi chỉ tay đi, giờ mấy người mà cụp tay không lẽ không coi được. Hay là coi tướng diện, không lẽ người cái mặt xấu là cái số mệnh người ta xấu. Hay là không có chỉ tay, hay là tay mà bị thương là số mệnh người đó xấu. Điều đó sẽ làm gì? Không có sự công bằng. Với lại chúng ta đang phát triển theo hướng đó, là trọng hình thức hơn là ý nghĩa. Ba cái nguyên tắc rất là quan trọng đối với người mệnh học mệnh lý hay làm mệnh lý mà tôi đã từng chia sẻ rất là nhiều. Thứ nhất, y nghĩa bất y ngữ. Thứ hai là phải y lý bất y nhân. Lý lẽ mới quan trọng, con người không quan trọng. Cái người mà làm ra cái này là ai không quan trọng. Quan trọng là cái lý luận của họ có đúng tới thời điểm này hay không. Chứ không phải là ông A, ông B, ông C là ông đã có rất là nhiều gì đó. Ghi nhận những cái đóng góp của người xưa hết. Nhưng